scramble egg right now. So this is what you do. You get some egg, you get two eggs, you crack it in the bowl, and then later you put some shrimp juice in it. Just whip it. And then later you put some butter in the pan, and if you have a little bit, just put a little bit of vegetable oil. And then later you put your egg, and it doesn't like foom everywhere. It's like, and then just scramble it, and it's like really delicious. And then when I put on my egg, garlic sauce, but don't put too much. And you can make an omelet. You don't have to scramble it. You can just make an omelet, maybe too. Lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào trong đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng người mà non hương tóc em biết bao nhớ lại cảnh thương nghe thở. Lâu nay mong qua thăm em. Cầu tre lắng nghe em, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhà. Mang thân mới đâu còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôi cách xa, cơn gió chiều như mùi tóc em. This is how you eat me. Grab a fork, spin it. Lòng chiều buồn mến mong giấc xưa tan theo giấc mộng. Remember, it's like noodle. Yummy. Tình yêu.
mãi trong chiều chiều gửi bao năm.